về mình nấu ăn liền á hả? Đúng rồi, 25 ngàn lạng, còn mấy cái lộn xộn với tắm ngự đồ này kia 10 ngàn lạng. Cái đó là cũng đậu gì? Đậu Đà Lạt không à? Ăn rất là ngon chị. Còn cái nào Hà Lan đâu chị cho em? Đây Hà Lan đây. Đây này đậu tươi đây. Đổ cái ăn không có còn mình. Dạ, cái này nhiêu tầm gam? 25. Chị bán cho em 200 gam đi. Bán có bạch cho chị hai. Ở đây luôn rồi. Thank you.
chưa? Trời ơi, chị nói chị đem qua chợ chưa có ngồi xuống là đã hết rồi. Rau tòng cải, chị tòng mấy chục thứ rau mà giờ mất mần quá, có chị cũng bắt đầu cắt như tốt không? Tốt không, mình đâu tòng đất đâu, mình mua bụng dừa với tấu với cà tấu được trộn rồi chứ đâu tòng đất, đất trồng có lâu đất đâu tòng đâu được, rau tòng đất đâu được. Chị tàu cải cải bó xôi nè, cải đó là ăn bổ nhất á, ngoài chợ bán mấy chục ngàn ký. Cái cải đó tàu ăn bền như ghê luôn. Gai á, bị nó nhỏ mà. Nó mà nó bị sừng mới được. Cái người nó thì phải mua ớt sừng. Ớt mà ớt không cay á. Ớt không cay. Có mua vô cho nó có nồi ta. Có để ớt không cay. Bà đi rồi bà mệt nè. Bà nằm đó, đây có điều đang ngủ nè. Thì mình cắt cà với khóm ra để mình làm nước chua nè. Cái gì vậy? Cái gì nghe nói chuyện đó? Chuyện luôn à? Nó nói chuyện với hậu gì đó. Hai thằng này chắc hàng không hợp quá. Chưa lộn. Anh hậu chậu sâu quá trời đó. Gì to, giọng gì to không? Sâu quá trời, người thả gì vậy? Bỏ xương vô. Có mua xương à, xương để nấu nước ngọt. Trời ơi, dứa thơm đẹp, thơm mùi dứa ngộ ha. Ở trên đây đâu có bán đâu chị. Chị hả? Không có bán. Thơm dứa ngon lắm. Có bán luôn nhiều trái. Giờ mình cắt con bạch tuộc ra nè. Tàu ra cái mình ướp. Khẽ khẽ là người ta ăn còn cho nó không có bị dai. Khẽ là gì ăn nó không có dai. Chứ mình để ăn nó dai.
Để gì ăn? Hả? Để gì ăn? Vậy hả? Để cái bắp ngon quá ta. Thơm dễ sợ. Mày chắc mình để thêm cái tái tắc quá. Lấy tái tắc mình chắc nước để dạ. Dạ. Nói chung nha. Ăn cái lửa. Dạ cái gì? Ăn thử cái bắp này thử. Mình để nấm đông cô với nấm đùi gà vô nè. Để cho nó chín. Cái này nãy nó ấy gì sao? Nên hỏi thợ bạn ăn ngon rồi chứ. Mình cắt cái góc mà gai để cái nồi lẩu cho nó nước lẩu cho nó thơm. Bắp ngon quá bác bả ơi. Hả? Bắp mua ngon quá bác bả ơi. Ngon lắm hả? Ngon lắm. Người ta bán non vậy không á. Chứ bán già gì mình ăn đâu được. Bé thấy ghiền luôn, vậy để đây luôn nha. Đây là cà chua, giờ mình cho cà chua vô nè. Ở cái gì sao quá trời. Để có được đâu, giờ điện thoại bỏ nha. Chưa dạ. Cho nó đi chứ biết nó làm sao bây giờ. Ngồi vậy. Thôi ăn đàng hoàng. Em đi lấy đồ ăn cho ba. Em mà lấy đồ để lấy cái tô bỏ vô. Ăn dành cho ba. Ăn không nghĩ cho ba vậy thôi. Lấy tôi để trong cái vali nhỏ để đâu có đụng chứ để nhớ để dạ. Mình đã phải học sớm. Giờ rớt rồi. Dạ. Mình nhớ mình. Dạ. Đánh mình lấy thì thở hôm nay. Nó mà ấy. Yeah.